Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay mình các bác mẫu xe đạp địa hình Sava Deck Pro 6.0, một dòng xe đạp khung carbon đến từ thương hiệu Sava, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng và cực kỳ là quen thuộc với các bác chơi xe rồi, thương hiệu của Đức. Và xe này được sử dụng một cái tông màu xám xi măng phối với màu đen cực kỳ là đẹp. Và cái tông màu xám xi măng này là một cái tông màu rất là hot trong cái năm 2022 này các bác nhé. Thì bộ chuyển động của xe là được sử dụng là Shimano DOG 10 lít 3 đĩa. Đó. Và mây bi vòng cuối đổ. Cái cấu hình cũng cực kỳ là tốt. Một cái cấu hình cũng rất là tốt của dòng Shimano về địa hình. Đó là dòng DOG, một dòng tầm cận cao cấp. Và được rất nhiều các bác tại thị trường Việt Nam sử dụng cái dòng này. Phun hết từ đè sau này rồi gạt đĩa trước. Đùi đĩa của xe là đùi trục rỗng. Khung carbon. Cái thương hiệu Sava này thì đã rất là nổi tiếng về công nghệ làm khung carbon rồi, cực kỳ là chắc chắn và nó rất nhiều những cái bài test khung ở trên YouTube. Các bác có thể xem cái bài test khung của cái hãng Sava này, cực kỳ là tốt. Tông màu xám xi măng làm nhám các bác nhé, rất là đẹp. Tổng thể xe thì còn cực kỳ là mới các bác nhé, rất là mới, chỉ có những cái vết xước gọi là chấm phẩy một chút thì các bác mà xác định mua xe đã qua sử dụng thì cũng những cái này thì chắc là cũng chấp nhận được. Thì đổi lại các bác là một chiếc xe giá thành nó rẻ hơn và ngoại hình thì nó cũng cực kỳ là mới, chỉ có những cái vết xước nhỏ nhỏ ở đây thôi. Còn lại thì tổng thể tất cả mọi thứ thì còn tương đối là đẹp, rất là đẹp. Ghi đông cổ cốt là nguyên zin hết này. Và bên trên này thì sử dụng tay bấm xả cũng là Shimano DOG. Cụm phanh dầu của Shimano các bác nhé. Giảm sốc này là giảm sốc dầu thủy lực, cũng là nguyên zin theo xe luôn các bác nhé. Và nó là giảm sốc của FR Suntour, model của nó là XCM30. Mấy ưa trước nguyên zin zin theo xe, chạy bi vòng, bi bạc đạn các bác nhé. Vành đây, vành cũng nguyên zin nguyên bản. Lốp của xe là sử dụng lốp Maxxis. Lốp Maxxis và bản lốp là 26x1x2.0. 26x2.10 các bác nhé. Vân lốp này thì còn là cực kỳ là mới này. Đằng sau sử dụng bi vòng cuối lổ. Sử dụng bi vòng cuối lổ. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Sẽ đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 46 cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 thì là phù hợp. Động thì rất là mượt rồi. Chất lượng xe thì nó cũng còn rất là mới. Nhưng mà tất cả mọi thứ chuyển động, ổ bi còn rất là ok. Và giá bán của xe bên em đang bán là 11.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 09943. Ngoài ra thì các bác đã đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà bọn em đưa lên kênh hàng ngày. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.